thưa bác còn đi các bán, ngàn chữ, nhiều trường học ở các vùng sâu, vùng xa, lô đồng bào dân tộc thiểu thổ, kênh quên bền tinh, ta từng bước án hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Trường mầm non Yên Lương là một cống bơi ngôi trường tại án đầu tư đưa vào sử dụng bằng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước. Năm 2021, nhà trường án đầu tư thêm mặt xây nhà hán tổng, thậu phong họp với thủ thiên hơn 5 tỷ tổng. Ngàn chữ trường có môn thậu phong họp, nhà điều hành trang thiết bị phục vụ ráy để họp, khuôn viên nhà trường khu vui sống, hoạt động của con nho án trang trí đẹp mặt. Là một ngôi trường giáo dục xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn thân thiến với con nho, có cơ hội án trang nghiêm khám phá. Với ngôi trường án đầu tư cơ sở vật chất tây tu là điều kiện thôi, nuôi xương chăm sóc con nho, giúp con nho phát triển toàn diện. Ngăn chữ các trang thiết bị phục vụ cho việc lấy được học rất thôi, con nho rất hào hùng đi thủ phí thích tịch trường tê học, con nho cũng mánh rắn hơn, có ngôi trường, đảm bảo cơ sở vật chất cũng giúp cho giáo viên bọn họ có điều kiến lấy phôi hơn. Trường mầm non Yên Lương cũng được đảng và nhà nước quan tâm. Mầm non Yên Lương tại án đầu tư thuê nhà trường ta là khối công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ đồ dùng giúp cho thôn con kỳ ni ta có chuyên biệt tích cực cơ quan doanh nghiệp ở trên đóng trên địa bàn. Cũng lắm hội còn quay trường học tại án đầu tư từ báo sử dụng bằng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, trường trung học cơ sở Thạch Khoản có mượn phòng học, nhà điều hành thư viện trang thiết bị phục vụ ráy để học, các trường ta có phòng tín học riêng cho học sinh với mượn thảm máy tính giúp các ổn học sinh học tập thôi, tạo điều kiện vững chắc cho các ổn học sinh phát triển. Để chuẩn bị tốt nhất cho một năm học mới thì thứ nhất là chúng tôi đã có phần đó là cho các trang thiết bí phục vụ ráy để học án đầu tư giúp cho việc trang ráy của giáo viên án thôi hơn. Bọn họ thường xuyên kiểm tra ra soát để đảm bảo máy án đảm bảo cho học sinh học tập. Cũng như chuẩn bị các chương trình kế hoạch trong một năm học mới. Trong công tác chỉ đạo thì tôi cũng đã tổ chức cho giáo viên xây dựng kế hoạch. Bọn họ tất chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo kiểm tra phòng tín học, sinh học, đảm bảo các trang thiết bị lấy đi học. Năm học nghỉ, bọn họ sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ cũng như nâng cao chất lượng lấy đi học của nhà trường ngày càng phôi hơn. Cơ sở vật chất, các phòng thư viện thiết bị. Ngắn chữ, nhiều ngôi trường kênh quân bền huyến đang tiếp tục án đầu tư phòng học, phòng bố môn cùng các trang thiết bị phục vụ lấy đi học khác. Tình trạng học bà ca như cước nì, ta chẳng còn. Bây táo sứ yên tâm cho thầy cô giáo, các ổn học sinh, gạn bỏ với trường, với lớp. Tê có án điều nì, các cấp, chính quyền, ngành giáo dục huyện Thành Sơn, ta huy động sức mạnh tổng hợp, còn việc thực hiện xã hội hóa giáo dục, kịp thời nhân rốn về biểu dương với tầm gương, hiện tất tổng các thiết khu xây dựng trường lớp. Bây ta có phần đảm bảo các điều kiện thôi nhất, phục vụ ráy để học, nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao. Phòng giáo dục đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát tu bổ cơ sở vật chất khuôn viên trường học. Ngăn chữ tán các trường ở kênh quân biển huyến, cơ sở vật chất tiêu tản đầu tư xây dựng khang trang, các trang thiết bị phục vụ ráy để học, tu bổ khuôn viên nhà trường, tiêu tản đảm bảo. Các trường học tiêu tản nâng cao chất lượng. Nhờ cơ sở vật chất án đảm bảo. Đến thời điểm này thì 77 trường công lập trên địa bàn đầy đủ các điều kiện. Tế là thôi công tác giáo dục cho thôn con lô đồng bào dân tộc thiểu thổ. Các cấp các ngành để huyện Thành Sơn đang tích cực quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học. Bởi các thầy cô giáo có ổn học sinh, đặc biệt là ở lô vùng đồng bào dân tộc thiểu thổ có điều kiện học tập, nâng cao chất lượng toàn diện.
nhằm nâng cao chất lượng tán các trường học kênh quân bền tinh có tư chuyên biện tích cực. Nhờ sứ trắng hương tôn mọi phương pháp ráy đi học ở tất cả các cấp bậc học, ngăn vớt hàng đông nằm bước vào năm học mới, thường xuyên hàng tuần hàng tháng. Trường trung học cơ sở Giáp Lại, ban giảm hiếu nhà trường ta tổ chức các buổi chào tôi chuyên môn thưa các giáo viên. Tán đi giáo viên án tham khảo ý kiến, ban bạc thảo luận, trụ trống thúc khiến tôi mời phương pháp ráy để học. Đặc biệt, chương trình tôi mời thách giáo khoa cũng án các tô chuyên môn từ hà thảo luận ban bạc. Nhà trường ta tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn ra công chuyên môn. Khi mà có nhận được công văn của sở về việc là tập huấn sách mới cho giáo viên. Án nhấn công văn của sở về tập huấn thách giáo khoa giáo viên bón hò tại án nhà trường tổ chức tập huấn theo đúng lịch với tay tu các thành phần, các giáo viên tại án giải thích về vấn đề thầy thách, thách mời các chủ đề xây dựng nối dung. Để chuẩn bị cho tư thế sẵn sàng nhất trong việc xây dựng sân phối chương trình. Chúng tôi là đang rất hào hứng trong cái tuần có này. Có chương trình thay thách giáo viên bón hò tại án giáo tôi ban bạc thập huấn về chương trình T. Năm học này, án thôi hơn, từ hà kế hoạch phân phối chương trình. Bơ chủ chống chất lượng chuyên môn, chất lượng ráy với họ của nhà trường tại án nông cao. Hàng năm, thủ lượng học sinh khả soi ngay mắt tăng, tỷ lệ học sinh ta đô tốt nghiệp đạt mắc cầm phân cầm. Với bởi thành tích ta đạt án thay để cho nhà trường tăng nỗ lực phấn đấu về công tác giáo dục tán các trường học còn năm học 2023-2024 ngày càng án nâng cao. Nhà trường thì đã tên nâng cao chất lượng giáo dục món họ ta tổ chức tập huấn cho các thầy cô giáo theo kế hoạch thường xuyên sinh hoạt tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch. Nhà trường ta rà soát kiểm tra tê bổ sung đảm bảo cho việc trái đi học, ngắn trừ nhà trường ta sẵn sàng cho việc học tập. Tán trường tiểu học thách khoản, giáo viên cũng thường xuyên có bôi bôi sinh hoạt chuyên môn, nhà trường chủ trống về phương pháp tôi mời theo. Quan điểm giáo dục lấy học sinh là trung tâm, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, lớp để khả năng của học sinh. Chủ trống nâng cao chất lượng ráy học sinh đái trà, bởi giúp học sinh năng động, sáng tạo, tiếp thu bài học và lấy kết quả học tập cao. Cái cơ bản đầu tiên các cháu đến lớp thì rèn cái nền nếp của các cháu rất là quan trọng để nắm bắt tình hình của học sinh. Ngăn bơ đầu nằm bón họ tập phân loại học sinh theo nhóm bơi giúp học sinh học tập thôi hơn. Giáo viên cũng nằm bắt ản tên nâng cao sức hướng ráy đối học bón họ thường xuyên tí tập huấn cũng như xoán giáo ản đến tư đáp ứng ản việc ráy học ngăn trừ nắm bắt được để biết để có cái hướng để rèn các cháu theo đúng cái năng lực của học sinh. Nhà trường cũng đã giả soát và kiểm kê. Nhà trường ta tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên nhằm tôi mời nâng cao công tác giáo dục tán nhà trường. Tính thời điểm này, nhà trường ta chuẩn bị tay tu các điều kiến học tập. Để nắm học này sẽ là nắm học mà nhà trường sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành thôi nhiệm vụ cũng như là nâng cao chất lượng ráy để học nhà trường ngày một thôi hơn. Kỷ cương, sáng tạo và đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thông qua việc sinh hoạt chuyên môn giáo viên án học lần ra, học còn thực tế, giáo viên án trải nghiệm để ứng dụng thử nghiệm với cảnh mới, hiểu rõ hơn về yêu cầu quy trình giáo dục đáy học sinh. Qua từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngắn trừ kênh quân biển huyến Thanh Sơn mà cảm phân cầm giáo viên đạt trình độ chuẩn, kênh chỉ muốn phân cầm kênh chuẩn, chất lượng giáo dục ngày càng án nâng cao. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học là tại cái hội nghị tổng kết. Trường học cũng chủ trọng đào tạo đội ngũ giáo viên với có phần nâng cao chất lượng giáo dục ở quân quân biển huyến Thanh Sơn ngay mức hơn.
nhờ án xứ quan tâm của Đảng, Nhà nước với từ chính sách hỗ trợ về giáo dục ở miền tồn, đồng bào dân tộc yêu thổ Mơ Lô Tôn Sắn, Lô có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, ta có điều kiện để phát triển giáo dục nâng cao dân trị, đào tạo nguồn nhân lực cho các quyền bệnh.